Vừa qua, Công an phường 8 thành phố Bạc Liêu đã tiến hành điều tra, lập biên bản hai trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận là ông Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1974 và bà Trần Thị Lan Trinh, sinh năm 2001, cùng ngụ phường 8 thành phố Bạc Liêu. Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân với tên Tuấn Trần Bất Hữu với nội dung gia đình đang trong khu vực phong tỏa vì ở hẻm có ca F0, bản thân là lao động tự do, mẹ và chị ông Tuấn thì giúp việc nhà. Cháu ông Tuấn bị khuyết tật có hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh đến nay, gia đình chưa được hỗ trợ của địa phương, mặc dù đã nộp 3 hồ sơ xin được hỗ trợ thất nghiệp. Sau khi nhận được thông tin chia sẻ của ông Tuấn trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã điều tra làm rõ và xác định thông tin ông Trần Quốc Tuấn đăng lên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Chính quyền địa phương cũng cho biết hiện 2/3 hồ sơ của ông Trần Quốc Tuấn gửi xin hỗ trợ đã được chuyển về phòng lao động thành phố. Riêng hồ sơ của ông Tuấn thì làm nghề sơn xe, không nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quyết định 310 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phải chờ chủ trương của tỉnh. Cùng ngày, Công an phường 8 cũng đã làm việc với bà Trần Thị Lan Trinh về việc đăng tải thông tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân, tên Mễ Mễ với nội dung chưa thấy chút nào như chút trà kha, cầu treo, quen biết mới cho qua, hối lộ mới cho qua. Đây là thông tin bịa đặt sau khi đăng tải đã gây hoang mang trong nhân dân. Qua làm việc, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự tháo gỡ nội dung sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân cần sàng lọc thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội, tránh tình trạng biến mình thành công cụ cho đối tượng xấu lợi dụng, gây hoang mang dư luận.